Xin chào tất cả các bạn. Trong video tiếp theo này, thì Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tìm kiếm một vài cái phông chữ ở trên mạng và chúng ta có thể cài đặt vào trong máy của mình. Thì như Uyên đã nói từ trước ha, tất cả những cái phông chữ nào mà chúng ta có ở trong Photoshop, nó sẽ phụ thuộc vào những cái phông mà chúng ta có ở trong máy của mình. Có nghĩa là khi mà máy của các bạn được cài đặt một cái phông chữ đó thì các bạn mở Photoshop ra thì tự động nó sẽ nhận cái phông chữ đó và chúng ta có thể sử dụng được ở trong Photoshop. Cho nên là có một vài bạn hỏi Uyên là làm sao để có thể cài đặt phông mới vào trong Photoshop thì thực tế là để có được những cái phông chữ mới ở trong Photoshop bạn chỉ cần cài đặt phông vào trong máy của mình. Khi mà máy của các bạn có thì các bạn có thể sử dụng cái phông chữ đó cho tất cả các phần mềm của máy ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint hay là Illustrator, Photoshop, InDesign nghĩa là tất cả các phần mềm sử dụng đến chữ nó đều sẽ nhận những cái phông chữ ở trong máy đó. Thì hiện tại đây đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái trang web bạn có thể tải những cái phông chữ miễn phí về. Thì ở đây cái trang web đầu tiên thịnh hành nhất các bạn có thể sử dụng đó là Google Phones. Google Phones bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ là phones.google.com. Thì trong cái trang mà Google Phones này nó sẽ có rất là nhiều các phông chữ cho chúng ta. Và các bạn để ý là với mỗi một cái phông chữ này nó sẽ có một cái Style. Nghĩa là ở đây chúng ta có thể coi là khi một cái phông chữ mà nó càng có nhiều style là chúng ta sẽ sử dụng được nhiều hơn. Thì cái video tiếp theo Uyên sẽ giải thích cụ thể hơn cho các bạn về những cái style này. Thì trong cái trường hợp này Uyên chỉ muốn khuyên các bạn là chúng ta nên tải những cái phông chữ có nhiều cái style về thì chúng ta sẽ sử dụng nó được dễ hơn sau này. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể sử dụng bộ lọc của nó. Nếu mà ví dụ như các bạn muốn tìm những cái phông chữ tiếng Việt, bạn có thể vô trong cái phần ngôn ngữ này và chúng ta chọn là Việt Nam. Thì bạn thấy ha, tất cả nó sẽ hiện ra những cái phông chữ có hỗ trợ tiếng Việt cho mình. Thì cái trang Google Phone này, ví dụ như các bạn thích cái phông chữ này, bạn chỉ việc click vào trong cái dấu cộng này, add nó vào, và sau đó là nó hiện ra một cái bạn là đang có một cái family được chọn này. Chúng ta click vào và ở đây nó có một cái mũi tên để download xuống. Bạn sẽ tải cái phông chữ này về máy của mình và chúng ta cài đặt vào thôi. Ở đây bên tải thử cho các bạn xem nha. Cái file phông chữ sau khi tải về nó sẽ là dạng zip như thế này. Các bạn sẽ giải nén nó ra. Sau khi giải nén chúng ta sẽ có một cái folder tên của cái phông chữ chúng ta vừa mới giải nén đó. Thì ở đây bạn có thể thấy ha, rất là nhiều này, mỗi một cái phông này là một cái style của cái bộ Open sen Bạn thấy ở trong một cái bộ Open sen hiện tại về nó có được rất là nhiều các style chữ khác nhau như thế này. Và ở đây đuôi của nó là .ttf này, Uyên có giải thích .ttf và .otf trong video trước đó rồi. Để cài đặt cái phông chữ này, Uyên lấy ví dụ nha, hiện tại ở đây Uyên đang xài là máy Mac. Đối với máy Mac, các bạn sẽ có hai cách để mình cài đặt phông chữ. Cách thứ nhất là các bạn sẽ double click vào trong cái phông chữ này. Bạn thấy nó hiện ra một cái cửa sổ này, mô tả cái phông chữ đó thì ở góc bên dưới chúng ta sẽ có một cái là install font. Thì khi mà chúng ta click install tự động nó sẽ cài cái phông này vào trong máy của mình là cách thứ nhất. Tuy nhiên thì với cái cách này các bạn chỉ có cài từng phông từng phông một thôi, mình không thể nào mình cài nguyên một loạt của nó được. Còn cách mà để cho các bạn có thể cài nguyên một loạt là bạn có thể mở một cái phần mềm có sẵn nha. Đây là một phần mềm có sẵn của hệ điều hành, tên là Phonebook. Các bạn mở Phonebook ra, đây là một cái phần mềm giúp cho chúng ta quản lý tất cả các phông chữ của mình. Và bạn có thể click dấu cộng, add thêm vào, browse đến cái nơi mà các bạn lưu cái file đó, open send nè, rồi bạn open. Thì bạn thấy là tự động ha, nó sẽ tải nguyên toàn bộ những cái phông nào mà chúng ta có ở trong cái folder sen này Nó sẽ cài đặt hết vào trong máy của mình Đây Bạn thấy ha, lúc này máy bên đã có sen rồi này Thì cái cách cài đặt này nó sẽ giúp cho chúng ta cài đặt hàng loạt được nhanh hơn Bạn có thể chọn một hoặc là nhiều folder Tùy ý mình, bạn cứ việc click dấu cộng ở đây chúng ta browse đến nó Hoặc là nhanh hơn thì bạn chỉ việc click vào trong cái folder này bạn kéo và thả vào trong cái folder box cũng được. Bạn kéo cái folder này thả vào trong cái folder box thì tự động nó cũng sẽ cài tất cả những cái phông chữ của cái folder đó vào cho bạn. Thì khi mà chúng ta đã cài đặt được vào trong máy của mình rồi thì mở Photoshop lên tự động nó sẽ nhận những cái phông chữ này rất là nhanh. Đây là đối với máy Mac, còn đối với lại máy Windows. Đối với máy Windows thì khi mà chúng ta click phải chuột, bạn để ý nha, click phải chuột này vào một cái phông chữ nào đó thì trong cái list mà hiện ra ở đây nó sẽ có một cái tính năng là install. Bạn chỉ việc click vào trong cái install đó là bạn sẽ cài đặt được cái phông chữ này vào trong cái máy của mình là máy Windows. Thì bạn cũng có thể giữ phím Shift và chúng ta chọn hết tất cả những cái file như thế này. Và bạn click phải chuột rồi chúng ta chọn cái install ở trong cái list này hiện ra thì tự động nó sẽ cài cái phông chữ đó vào trong máy của các bạn. Rồi trang đầu tiên chúng ta có ha là Google Phone thì tất cả những cái trang mà uyên giới thiệu ở trong cái bài này uyên đã lưu nó vào trong một cái file là 1407 này cài đặt phông mới .bsd bạn có thể tải cái file này ở trong cái tài nguyên khóa học và ở đây uyên có lưu sẵn những cái đường link rồi bạn có thể copy và mình dán vào trong cái trình duyệt của mình để các bạn có thể truy cập được dễ hơn một cái trang thứ hai uyên muốn giới thiệu đó là đa Phong thì cái trang đa phông này nó cung cấp cho chúng ta rất rất là nhiều các phông chữ khác nhau và đối với cái trang đa phông này thì các bạn sẽ có được một cái sự phân loại khá là cụ thể ở trên này bạn có thể thấy ha, tất cả các phông chữ của mình được phân loại ra ví dụ như là basic cơ bản này chúng ta có sang serif serif hoặc là Strip, này viết tay thì nó sẽ chia ra calligraphy school Brush, handwritten rồi dingbat là những cái mà giúp cho chúng ta có thể trang trí Holiday là những cái phông chữ mà theo những cái dịp lễ. Rồi Techno này là những cái phông chữ dạng như là công nghệ hiện đại. Chúng ta có thể click vào đây và chúng ta coi từng cái phông chữ của nó. Bạn có thể thấy ha. Nó sẽ có rất là nhiều các phông chữ. Tuy nhiên thì ở đây này đó, bạn cũng có thể check là nó sẽ có này, 20 phông file này, rồi 4 phông file đó. Nó sẽ có là, cái này nó tương ứng với lại cái số file cái style ở trên Google Phone này, cái style này. Đó thì ở đây nó sẽ là một cái phông files ở góc này bạn có thể check. Rồi download thì hầu như ở đây đều là download miễn phí cả. Bạn thấy là chúng ta cũng có cả phông chữ Pepsi này, rồi những cái phông mà Adventure. Nói chung là có rất là nhiều các phông khác nhau ở trong này. Bạn có thể tải về và đây là một cái trang hoàn toàn miễn phí. tuy nhiên thì các bạn lưu ý dùng cho uyên hay là cái trang dafont.com này hầu như tất cả các phông của nó sẽ không hỗ trợ tiếng việt có nghĩa là các bạn tải về mặc dù nó đẹp thiệt nhưng mà khi mà các bạn sử dụng có dấu tiếng việt thì nhiều khi nó không nhận dấu tiếng việt nha rồi một trang thứ ba đó là myfonts.com myfonts.com cũng là một cái trang khá nổi tiếng thì trong cái trang này bạn vẫn có thể download những cái phông miễn phí hoặc là bạn có thể tải những cái phông người ta bán. Ở đây ha bạn thấy à, nè ví dụ như là trong cái phông mà Crosston này, tổng cộng nó có 20 phông và ở trong này nó sẽ có một vài cái phông miễn phí. Có nghĩa là giống như người ta cung cấp cho các bạn một vài cái phông miễn phí để bạn xài thử cái phông này xem như thế nào. Nếu bạn ok thì bạn bỏ tiền ra bạn mua, còn nếu mà bạn không ưng thì thôi kiểu như vậy. Thì mình chỉ sử dụng những cái phông miễn phí đó thôi. Còn đây thì tất cả những cái phông này nó đều uh, mất phí, nó đều được đang được bán. Thì bạn thấy ví dụ như cái phông này khá là đẹp này, Handroll Display này. Cái phông này khá là đẹp và nó có chứa tới 32 cái phông stylet. Nó rất là nhiều. Và đây là một cái phông người ta đang bán với giá 49 đô. Đó, một cái trang này thì nó khá là nổi tiếng để cho người ta có thể bán những cái phông chữ. Và hầu như những cái phông chữ này nó đều có bản quyền. Thì tuy nhiên là đó bạn vẫn có thể tải những cái phông free tùy theo người ta có cho mình hay không. Rồi, hoặc là bạn có thể vô đây mình search free from nè. Nếu bạn chọn free phone và bạn click search thì tự động nó sẽ hiện ra tất cả những cái phone miễn phí cho mình. Đó, cũng có khá nhiều những cái phone miễn phí ha. Bạn có thể vô trong này tự mình coi và tự mình lựa chọn được một cái phone nào đó ưng ý và chúng ta tải về sử dụng. Rồi một cái trang tiếp theo nữa, đó là 1001freephones.com Thì bạn có thể thấy ha, trong cái tên của cái trang web này là đã thấy rồi, nó là free fonts nghĩa là những cái phone miễn phí thôi. Thì trong này người ta cũng đang chia ra thành nhiều cái categories, nhiều cái chuyên đề, nhiều cái danh mục. Bạn có thể click chọn bất kỳ một cái danh mục nào ở trong này, ví dụ như uh, calligraphy. Thì bạn thấy ha, chúng ta sẽ có nè, đó những cái phông chữ dạng viết tay như thế này. Khá là đẹp. Đó. Chúng ta có thể tải về, đây là những cái phông miễn phí. Rồi uh, tiếp theo là một cái trang là phông Skiru. Thì đây là một cái trang này người ta cũng đa số là người ta bán nha bạn nha. Có nghĩa là mình vẫn có những cái phong miễn phí này, ví dụ như free này, vẫn có những cái phong miễn phí và nó cũng có những cái phong mà người ta bán luôn. Thì uh, tùy ý của các bạn thôi, bạn có thể hên hên mình tìm được những cái phong miễn phí nó đẹp thì chúng ta sử dụng. Còn không thì cũng có một vài cái phong người ta cho mình sử dụng miễn phí một vài cái style thôi. Ở đây ha, phân loại nè. Đó, bạn có thể thấy trong những cái phân loại phong chữ ở đây mình click vào mình coi. Hoặc là đây là những cái list mà người ta sắp xếp theo ngôn ngữ hoặc là theo những cái phông nổi bật phổ biến kiểu như vậy. Đây là những cái filter này. Đó, thì trong này bạn có thể sử dụng những cái bộ lọc này của nó để mình chọn lọc ra những cái phông được dễ hơn. Hoặc là nếu bạn biết cái tên phông là gì, bạn sẽ nhập cái tên phông ở trong này để cho nó tìm kiếm ra luôn. Và một trang tiếp theo, đó là bphones.com bphones.com thì cái trang này nó cũng có khá là nhiều phong miễn phí này, all free forms. Thì ở đây bạn cứ coi thì bên thấy những cái trang này á, đa số nó là những cái phông đang theo một cái xu hướng nha. Bạn có thể check là những cái phông trên này, hầu như hiện tại bây giờ người ta đang sử dụng khá là nhiều là cái xu hướng của hiện tại đó, như cái dạng brush này, hoặc là những cái dạng mà viết tay trang trí như thế này, bạn đang kiểu như rất là hay gặp cái phong chữ giống như thế này. Đây là một cái trang Strip là font strip này là dạng như là viết tay chữ ký này, bạn thấy khá là đẹp ha. Tất cả những cái font này đều là miễn phí hết. Và đa số những font này thì nó sẽ không gõ được tiếng Việt đâu, cho nên chúng ta tải về thì sử dụng các bạn cân nhắc một chút. ở đây mình không có gõ tiếng Việt được. Rồi một trang nữa là Urban Fonts, Urban Fonts thì cái trang này người ta cũng có rất là nhiều free fonts này, premium fonts thì premium là trả tiền rồi. Phi làm miễn phí thì đây bạn có thể download trong những cái phong miễn phí này tùy ý của mình cũng có khá là nhiều các phong khác nhau. Thì đó là tất cả những cái trang mà Uyên hay sử dụng Uyên hay xài để mình tải những cái phong miễn phí của mình về. Và các bạn chú ý nha, những cái phong mà tải từ cái trang mà Uyên đang hướng dẫn ở đây, đa số nó không có tiếng Việt. Cho nên là khi mà các bạn tải về và chúng ta muốn sử dụng tiếng Việt thì nó hơi khó để cho các bạn có thể sử dụng được cái dấu tiếng Việt của mình. Thì đối với lại những cái phông mà Việt hóa, có nghĩa là những cái phông sử dụng được tiếng Việt thì Uyên giới thiệu cho các bạn. Thứ nhất là ICO. Thì đây ha, ico.net là một cái trang của một bạn tên là Nhung. Thì bạn này bạn Việt hóa khá là nhiều và bạn Nhung này thì rất là nổi tiếng với những cái bộ phông mà Sài Gòn xưa cũ này. Bạn thấy ha, ico.net. Thì đây là một cái trang mà bạn Nhung Việt hóa những cái phông đó và bạn bán những cái phông này. Nếu mà các bạn muốn sử dụng những phông việt hóa thì bạn có thể là mua từ bạn nhung từ cái trang này để chúng ta có được full bộ cái là có nguyên toàn bộ đầy đủ một cái phông chữ đầy đủ các style được việt hóa bởi bạn nhung này có thể mua hoặc là bạn có thể đặt bạn nhung việt hóa giùm cho bạn hoặc là bạn có thể đăng ký theo hàng tháng này để mình sẽ có thể tải được những cái phông mới của bạn kiểu như thế thì đây là một cái trang của nhung nha là giúp cho mình có thể tải được những cái phông việt hóa tuy nhiên thì Nhung cũng có share free một vài cái phông. Thì bên lấy ví dụ như một cái phông đó nó có tới mấy chục cái style chẳng hạn. Thì nếu mà bạn mua full một bộ bạn sẽ có được hết mấy chục cái style đó. Ngoài ra thì trong một cái bộ phông đó thì thông thường ấy, Nhung rất là hay tặng free cho các bạn một hoặc là hai cái style của cái bộ đó để bạn có thể sử dụng được. Thì cái này tùy thôi. Nếu bạn không có nhu cầu mua cả bộ, bạn có thể tải free một hoặc là hai style mà Nhung cung cấp miễn phí cho các bạn. Còn nếu bạn muốn ủng hộ cho Nhung để có thêm kinh phí việt hóa thêm những cái phong khác cho các bạn thì bạn nên mua những cái bộ phong việt hóa đó để ủng hộ cho bạn. Rồi một cái trang thứ hai nữa là SVN. SVN phong .com ha. Thì đây là một cái trang SVN là cũng là một cái trang cung cấp phong việt hóa. Bạn thấy không? Tải những phong việt hóa. Thì bên SVN này cũng tương tự như là ICO của bạn Nhung thì một cái trang này á là người ta cũng việt hóa khá là nhiều phông chữ và người ta cũng sẽ có những cái phông miễn phí và cũng có những cái phông người ta bán thì tùy ý các bạn thôi thì đây là hai cái bộ mà phông việt hóa Uyên hay sử dụng nhất như là ICO và SVN ở đây Uyên có thể mở trong Photoshop của Uyên cho các bạn xem bạn có thể thấy ha, trong cái list phông của máy nè SVN này Uyên có khá là nhiều trong những cái phong svn này đều là những cái phong viện hóa sfu cũng là những phong viện hóa ha rồi uh, icel đó bạn thấy ha bên cũng có khá là nhiều những cái phong này thì ở đây là chúng ta mua để ủng hộ cho các bạn bởi vì người ta cũng bỏ thời gian ra để người ta viện hóa những cái phong cho mình xài thì mình nên mua ủng hộ cho người ta để người ta có thêm kinh phí cũng như là có thêm động lực để làm việc tiếp kiểu như vậy thôi mình ủng hộ cho dân việt nam mình thì đó là những cái mà các bạn có thể tải được cái phông của mình về. Tuy nhiên thì ở trong Photoshop chúng ta có thêm một cái tính năng nữa khi mà các bạn chọn vào trong cái công cụ Type này, thì bạn mở cái list này ra bạn thấy à, mình sẽ có ở trên góc này có một cái là Add Fonts from Typekit. Thì bạn thấy à trong cái Typekit này là một cái thư viện phông có sẵn của Adobe. Có nghĩa là nếu mà cái tài khoản của các bạn Mua bản quyền Photoshop, mua bản quyền của Adobe thì bạn có quyền truy cập vào trong cái Type Kit là một cái bộ thư viện phông của Adobe. Thì ở đây là trong cái thư viện này nếu mà bạn sọt được một cái phông nào mình ưng ý từ trong cái thư viện Type Kit này bạn muốn tải vào trong máy của mình thì bạn sẽ có thể tải trực tiếp vào từ cái Type Kit này cài vào trong máy luôn. Tuy nhiên thì ở đây bạn thấy ha, này nó là Adobe Phone này. Đó, mình cũng sẽ có khá là nhiều. Thì ở đây là cũng tùy nha bạn nha. Nghĩa là cũng có những cái phông mà chúng ta được tặng free. Cũng có những phông các bạn phải bỏ tiền ra mua. Và thông thường á, thì khi mà chúng ta mua bản quyền của cái Adobe rồi thì bạn có thể truy cập vào nguyên một cái thư viện này tất cả các phông chữ luôn. Phông chữ nào cũng được cả. Bạn không cần phải trả tiền thêm nữa. Thì đây là một cái bộ thư viện có sẵn của Adobe. Tuy nhiên thì nó dành cho những người mà người ta mua bản quyền của Photoshop, mua bản quyền của Adobe. Và ở Việt Nam thì hơi hơi hiếm những người xài bản quyền. Cho nên là cái này nó cũng không thịnh hành lắm ở Việt Nam bởi vì khi mà chúng ta xài crack thì chúng ta sẽ không sử dụng được đầy đủ cái tính năng này. Thì đó là tất cả những cái mà Uyên hướng dẫn cho các bạn có thể tải những cái phông chữ về, cài đặt phông chữ vào trong máy. Và khi mà máy của chúng ta đã cài đặt được rồi thì tự động nó sẽ list cái phông đó vào trong cái danh sách này. Còn trong trường hợp nha, các bạn đang mở Photoshop như thế này mà các bạn cài đặt phông mới vào và khi mà chúng ta mở ở đây nó chưa hiện cái phông chữ đó ở trong cái list này thì các bạn có thể là tắt Photoshop đi, chúng ta mở lại thì nó sẽ nhận những cái phông chữ đó vào trong danh sách phông chữ của Photoshop. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể kết hợp các phông chữ như thế nào trong quá trình làm việc của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của khóa học. Nếu bạn thích những video của Uyên và muốn giúp đỡ cũng như là mời Uyên một ly cà phê nào đó để cảm ơn. Uyên có đính kèm ở bên dưới phần mô tả của video một đường link để các bạn có thể donate hoặc là chuyển khoản thẳng qua cho Uyên một cái khoản tiền ủng hộ coi như là cảm ơn cái công sức Uyên đã bỏ ra và bạn đã học hỏi được từ cái video của Uyên. Uyên thực sự muốn các bạn có thể thu nhận được rất nhiều kiến thức bài bản từ cái khóa học Photoshop CC018 này cảm ơn bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại